À, có cô sáu chị chị Hồng Phượng lên nhé cô. Dạ. Dạ chắc lên đây lấy cái dĩa cũng được, lấy cái dĩa nhỏ thôi, dĩa đẹp cho nó đẹp đúng rồi. Nay khỏe không cô sáu? Nay cô khỏe không ạ? Dạ. Có Hồng Phượng lên, ca sĩ Hồng Phượng với cô sáu Hồng Nhung. Cầm giùm anh một dây. Dạ em chào anh. À, hôm nay là cô sáu với chị Hồng Phượng có tới Ủa chị Nhi có không chị Nhi? Đúng không? Đúng không? Ba số á. À, ba số con thì không có ở đây. Có những số thì cậu cứ con Nhi à. Có không con? À đây có ba số. Ok, vậy con hút cái này luôn cho. Cho cho sáu cái nha. Đi đi. Không, cái mâm cơm đó là của một cô Việt Kiều gửi cho cô, à đúng rồi, cô Việt Kiều Mỹ, cô gì đó, cô Nhung, mâm cơm của cô Nhung. Dạ. Dạ. Cái mẫu sao, sao cô? Giá rồi cô. Đó rồi cô. Chân cô ở đây bên đây nè cô. Ngay ngay chỗ này mà giá là lành nè cô. Dạ. Giá chưa? Dạ. Lâu rồi. Rồi. À, bị buổi sáng là buổi chiều là làm xong luôn á. Hôm đó thì Duy Minh gọi bên viên nhờ người ta giá là liền luôn với chương trình. Bữa nay lên dán rồi. Cô Lành nay có bán không cô Lành? Dạ. À bây giờ chị Hồng Phượng đang hát nhang cho những cô chú ở đây nhé. Sao đi ngay cái ống kính ta không vậy? Đi ngay cái ống kính ta không? Lỗi bạn nha, để nghe nha.
Cô Hồng Nhung đang hát nghe. Đi đâu mà đi, đi bàn với người ta. Mai ra không kịp. Chị Hưng ơi, chị Hưng phụ em cái. Chị lên đây hồi sáng thường là 4 giờ vậy chuẩn bị đi tại đường xa mà cũng nghe nó luôn không? Tôi mà Ngọc cũng sẽ đổ ai vậy? Ngọc cũng sẽ đổ ra vậy rồi. Hôm nay có duyên á. Ờ, đang có duyên á thì chị hôm nay chị không đi. Chị chị không phụng á, chị không phụng. Xe của chị bảo vệ la chị. Chạy. Chị hai đâu? Chị mới lên hả chị? Cô Sáu lên chị. Rồi cảm ơn chị nhiều. Cô Sáu Giờ chúng ta cùng qua bên cô Sáu nha.